Em chào tất cả các bác nhé. Thì hiện tại bọn em đang đi qua Nghĩa Lộ thì vô tình vào đây mua mấy cân than để đi lên Tây Bắc. Ủa, vào bọn em mua ít ít làm mà nướng một thôi, một một túi thôi. Một túi thì không đủ đâu, lấy cho em hai túi. Hai túi. 5.100. Còn nhãn này. Ăn hết, toàn nhãn hết. Ăn toàn hết luôn. Đây là chó đẹp. Hai túi. Toàn gỗ nhãn nhỉ? Mình bán thớt nhãn à? Để lô than. Bao tiền này chị? 100. 50.000. 10 chục à? Hả? Chó Phú Quốc à? Em gửi. Con chó ở nhà anh Tai kiểu đấy còn khôn lắm. Chó kiểu lai anh ấy. Nói khôn lắm. Cái này làm thớt thì ngon lắm này. Hơi gồ ghê. Nhưng mà làm thớt chặt thì. Xin một miếng đi để thái gà không? Hả? Thôi đi thôi, xách ra thôi. Lên từ Hà Nội lên đến Yên Bái à? Lên Yên Bái mua củi, mua than củi để... Chị có ship than về Hà Nội không? Thế thì ở đây than này chị... Thế thỉnh thoảng ship cho em mấy cân về Hà Nội. Nếu mà lấy nhiều không có mấy cân có. Đi mua than xong là xuống suối xem bắt cá luôn. Xem có cá là mua luôn, cá suối ấy ngon lắm. Mấy thì mày đi đường nào thì mày biết đi tìm đường đấy chứ tao đi theo mày sao được. À đây này. Đây, đầu má. Đây luôn này. Đúng luôn. Đẹp đấy nhỉ? Làm giàu cũng khó nhá. Cái này về Hà Nội bán ối tiền luôn mà làm nhà vườn đấy. Kỳ lưng. Hả? Lấy viên đẹp đẹp về một kỳ lưng. Kỳ lưng thì... hoặc là thì cái chỗ hả? Cái chỗ mà từ chỗ nhà mình ra đấy. Sao? Em kỳ... mang viên này về bảo ơi, mua trên đấy đắt lắm mới về cho vợ kỳ lưng này. Mẹ kỳ lưng cái này thì nó táng cái vào đầu mình chết dở. Ừ. Đâu rồi? Không phải á, không đi bắt cá à? Bắt... xuống dưới kia rồi nó đang bắt cá kìa. Nó đấy. Anh em chúng tôi đang ở Nghĩa Lộ, đang trên đường xuống Nghĩa Lộ. Thì... sông Nghĩa Lộ đây nha các bác nhá. Đấy, thị trấn Nghĩa Lộ đây nhưng mà nó có cái dòng sông rất là đẹp luôn. Tắm thì cực mát luôn. Cái mà có thể là làm giàu không khó này. Sỏi này thì Hà Nội bán theo cục này, bán theo cân này. Theo khối. Nhặt luôn. Theo khối. Ừ. Muối thì là mua theo người cục ta đấy. Đưa lên người ta cũng bán cái kìa. Có xuống dưới kia xem người ta bắt cá. Nó đi dọc xuống đây xem. Có. Cái kìa nó có cái oi nó cầm cái kìa. Chú con trai kìa. Cá bắt cá được con nào chưa anh ơi? Không được à? Dưới đây không được à? Thế từ lúc nãy được con nào chưa? Chú cho cháu quăng thử một lần được không? Vâng. Để chú cho cháu quăng thử một lần nhá.
không có để cháu lâu lắm rồi cháu không quăng trại bao giờ ấy. Để ông Tứ quay quăng trại. Ơi nhanh lên nhanh lên, lúc mà nó bung ra đẹp hết nhỉ. Để đây đây, cầm quay đây, đây. Quay hết bằng quay cho chụp hả. Không không có con nào chú. Chú cho cháu mượn cháu quăng một quăng chài một cái cả dây. Để sắn quân lên đây nhé chú nhé. Sắn quân lên làm thật. Làm chơi thật đây. Chơi thật. Chài này chài bao nhiêu chú? Chài bao nhiêu? Người ta xếp hàng rào đá này. Quá là kỳ công luôn. Ở đây có thường thường có nhiều cá không? Ở đây là cá nướng không? Ông đang nướng trên. À ở cầu ấy à? Ở trên cầu à? Đấy chú đang nướng cá nướng ấy lên nhem nhắn. Không có rượu rồi. Không có rượu. Ôi rượu. Ôi giời, tưởng rượu với bia thì. Có nhiều lắm. Rượu tụ luôn ấy. Có chất đuối nha. Có giám đốc đỉnh hôm nay đi quăng chài bắt cá. Đi rồi đi động cá nó đi hết rồi gì nữa. Quăng đây được không? Đây thôi, đây đây. Trên này cơ. Cháu kiếm một con cá to cho. Úi giời. Đây cá ở đây chạy này chú ơi. Quăng cái đấy được tầm 2 cân rồi. Cá nó to như này. Cái cái. Camera là phải à? Ui à, trơn. Trơn thật. Trơn lắm đấy, đường này. Trơn lắm. Quá là trơn. Được chưa? Ok chưa? Nhưng mà cháu cần mà hơi ngắn quá. Mạnh vào. Đúng không? Cần mạnh vào cái nước lạnh ngắt luôn. Để xem lại thành quả quăng chài phát đầu tiên nào. Ui trơn. Trơn lắm. Được một con này nướng vào lưng luôn. Ui giời. Có. Đây không có cá đâu. Không có chú ạ. Không có đâu. Có. Không có. Mắc được quá. Không. Không có đâu. Không có. Được con tôm nào. Không có con tôm nào luôn. Không có. Để chú quăng. Chú thấy cháu quăng được không? Được. Tròn, tròn như quả trứng gà luôn. Nhưng mà lại không có gì. Không có gì. Đây không có đâu. Nước lạnh cống luôn. Kiếp. Đau cái chân. Nước này mát mà không lạnh đâu. Nước này không lạnh. Nhưng mà kiểu đây. Có rượu rồi, lấy rượu xuống để chung vui với đội cá đây. Đấy, cái đội này là đội này ở dưới dọc sông kia lên trên này là đang đựng cá. Đây. Lấy. Đấy, lấy đi xong rồi đưa xuống. Lấy rượu và lấy bia. Uống bia không? Dưới uống bia không? Để anh uống bia, đưa bia xuống. Có uống bia không? Có uống nước ngọt không? Ờ được. Có nước ngọt. Có đâu. Đi một thằng lên đây lấy nước ngọt. Nhanh lên. Một chai bia nữa. Ok, có bia luôn cho mày. Chạy lên được à? Cái giỏi nhỉ. Nó có mấy đứa mấy à? Bốn đứa, bốn lon. Đấy cho nó bốn lon. Bốn đứa bốn lon. Với là bia, thằng nào uống bia cho uống bia.
lên này, lại cũng cái tay cầm. Đi với anh đỉnh cái gì có nước ngọt đâu, để cho có thằng nào uống bia không? Quay video. À hả? Không uống được, thử đầu uống. Ờ thế thì Thánh uống bia đi rồi, Thánh uống bia đi rồi. Uống được á? Không, cháu uống được. Chưa thì chưa có uống bao giờ chưa? Cháu uống rồi, cháu uống cái chai năm, cháu uống cái chai dài bằng này này. Hả? Cái lon nửa lít hả? Vâng, cháu uống được nửa chai. Uống nửa chai luôn. Vâng. Này giỏi. Rồi. Một lốc lấy xuống. Ok. Hello mọi người nha. Đúng rồi, hello mọi người. Bây giờ xuống tham gia với đội trẻ trâu. Ok. Sắp sắp xuống đi. Khóa Bảo Tứ khóa xe đi chú ơi. Chưa? 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 Vứt đây, vứt chìa đây. Vứt chìa đây đã. Cuối chi à? Đúng, chi đi xuống kiểu này được đấy. Có con bậc nào? Đây. Thôi, xuống chỗ kiểu này dập mặt đấy. Vứt đây. Xuống lúc nào chú? À, xuống kiểu này các bác ạ. Xuống kiểu này. Đây, bọn em xuống kiểu này. Ôi giời. Có con cá to hết đi. Mấy con cá rồi, còn lại mấy con chép này to bàn tay. Mấy người xem này, chú lên chài cá xong. Chào chú nhá. À, cá này là cá sông đây hả chú? Ừ, cá. Cá suối à? Phải cá suối không hay là cá chép vàng? Cái này là cá suối này. Đây là ba con chép công này. Có cá chép vàng à? À, đây này có con dưới này cá suối này. Nào, nhìn chép cá... Ôi giời ơi. Ông cu không biết thật à? À cháu biết uống á. À con vàng vàng ăn được. Cái như tức chú là gì chú cũng được. Hả? Thì chú cha luôn nhá. Đây là cá đây là cá gì hả cháu? Cá chép ạ. Cá chép vàng á? Vâng, được. Ăn được. Cá chép vàng này vừa hóa vàng cách đây một tháng à? Hết nhiệm vụ rồi. Hết nhiệm vụ rồi à? Thì hết nhiệm vụ rồi, lên báo cáo chở Tảo đi về nữa là thịt thôi. À, chú Chi đâu rồi? Ông không xuống được à? Ông Chi đâu rồi? À, bia cay ấy. Bia mà lại không cay. Không, cháu uống rồi. Thế cá này chín chưa? Không. Tưởng là cá suối, hóa ra là cá chép vàng các bác ạ. Cá suối mà. Cá phi ngon này. Không đứa chẩm chéo. Con này cá rô á? Rô phi đây. Con cá chép. Rô này. Chép đâu mà chép. Chép cá chép. Sao lại chép như rô phi này? Cá chép. Bắt ở dưới này hả chú? Tí nữa uống xong ra đây. Quăng chài hay lưới? Không có bạn chú ơi. Quăng chài, chú chài chú đâu? Còn ông đang quăng ở dưới. Hello mọi người nha, mình đang được nha. Không có mang ha. Đưa lại chủ phát wifi nhá này. Ờ, phát wifi cho để cháu lấy cái kênh. Ông biết được đưa thì chú lấy nhá. Thôi, đang uống. Đây xem nào. Cá đây chính xác luôn, review cho các bác xem là cá gì đang nướng ở đây. Cá gì đang nướng ở đây nhá các bác nhá. Đây. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Đây thì chịu chết rồi. Đây là toàn cá chép vàng để người ta thả ông công ông táo các bác ạ. Đây. Đây. Đấy, từ hôm ông công ông táo đến bây giờ là bị trồng lên đây và lên lò nướng luôn rồi. Cho vào lò nướng luôn rồi. Được con cá chép thì con cá này là cá sông à? Hay là cá sông này, cá suối này. Đấy, con này được 5 lạng ấy nhở? Con này được 5 lạng ấy. Có chị gái không? Ấy sẽ có người yêu rồi á? Chưa. À, ôi trời, con này dùng điện thoại hết rồi à? 2K3. Năm nay bao tuổi rồi? Cháu bao tuổi? Cháu 13. 13 tuổi. Cháu kia bao tuổi? 11 tuổi à? Thằng này 12. Chưa còn một ông. À,
Đỉnh Inox gì nhỉ? Đỉnh Inox đâu? Bảo ông ơi, lên luôn đi. Đây, cá nướng chảy xong. INO X. Cá mà kiểu lùi, à? Kiểu lùi cả than này ăn thành đây. Bùi này. À, như này như con bé này lùi than này chắc là tí nữa là ăn được cả xương luôn. Này... lên luôn nha, hai cháu lên luôn nhá. Lên YouTube luôn đấy. 13 tuổi mà dùng điện thoại rồi, trong này con mình đi bộ còn chưa chắc chân. Cháu 14 đã thấy cháu bao nhiêu? Cháu 12. 12 mà uống bia giỏi. 12. 12 uống bia rồi. Chết dở. Thế đưa rượu xuống mà không mời ông chú kia uống. Ông chủ đang gọi bạn đến. À, đi gọi à, ông chú lúc này trai đấy hả? À. Hay nhở, đi 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 chăn trâu hay đi chơi đâu? Đi chơi này à? À, cháu ở trên này à? Quán cà phê được view đẹp phết. Ở trên thị trấn à? Chọn chọn. Đây à? Cháu ở bản. Bản đây à? Bản gì cháu ơi, bản gì? Kia kia, chú con trai bên kia kìa. Thế 2 triệu đấy tính để làm gì? Chiều đại bạn gái. Ok. Không, cháu có bạn gái. Chỉ cháu mua đồ, cháu để tiền mua đồ, cháu mua. Hả? Thế 2 triệu để đi tặng bạn gái cái gì? Không, không. Cháu mua cái ván trượt thôi, 1,5 triệu. À, ván trượt. Vâng. 2 triệu đi mua, đi mua 1,5 triệu ván trượt là cái đầu tư nhỉ? Cái đấy 1,5 triệu cái. Mua gì? Bắn trượt ấy, trượt tanh ấy. Bắn trượt vào tanh ấy. Đấy, lúc đấy chú kia đánh ở dưới kia không được, lên đây lại được à? À, cái này ông công ông táo rồi. Công táo rồi. Ok. Không chờ ấy, chờ cá nướng à. Cháu thì không bỏ được niềm vui đi chơi đây. Chợ không biết chín chưa? Chín rồi, cá chép. Cái con cá này cái giếc này là ta thả. Ăn cả bịa cá này thơm thơm. Hả? À? Ăn cả cứt luôn đấy. Ăn cả cứt luôn à? Bác người miền Nam à? Bác người miền Nam. Miền Trung. Người miền Nam. Miền Trung đi. Ôi này. Em mời nhá. Mấy thằng chúng mày uống bia trước à? Linh tí không chờ rượu à? Hả? Rượu đây, rượu đây, rượu đây, rượu đây. Rượu đây, mời chú đi. Nhưng mà không có cái dao để cắt cái này. Có dao không chú? Dao á? Có dao à? Sao không dao? Lên lên xe mình lấy thôi. Đây này. Lấy cái con nứa. Này nướng nó đi. Xiên mồm nó rồi cắm vào đi. Không cắn được. Không công táo. Ông công ông táo này lên hết rồi. Công ông táo là vào đây hết rồi. Vào đây hết rồi. Con này là động cơ phân phối lớn này. Này không biết thì nha, vô tình đi qua thôi nha. Hay nhỉ. Thường được con chú ơi, thường thường như là mùa hè ấy, mình có bắt được kiểu là cá bống không? Hay là cá bống hay cá suối gì? Dạ. Có bắt được à? Mùa hè chắc là nhiều cá luôn. Kia nó cắn cái lón này giỏi lắm mà mình cũng cắn được nhỉ. Mùa hè thì nước nó có to hơn nước hiện tại không? Hay là chỉ, nó chỉ như thế này. Sông Bắc nhìn ảo. Chỉ như này. Thì như này thì đẹp quá. Mưa nhá, nó chảy xuống luôn đi. Đi. Đất cao cả nhá. Đi lại ta xem YouTube thôi. Nhấp được nhìn nhấp rồi. Rồi, tí vào mâm đi. Hai mấy thằng chúng mày đây nước ngọt đây, đưa cho một lốc đủ uống đi. Ông bị đau nhiều quá ngán rồi chú ạ. Ngán gì à? Uống thì uống, không uống thôi. Đúng rồi, uống thì uống no thì thôi. À, rượu này chú có rượu với là chẩm chéo. Chẩm chéo. Thế lọ này đúng chẩm chéo rồi. Đấy, nhìn nó biết. Đây là chẩm đây. Chú có. Phải chẩm chéo không chú? Đúng rồi, chẩm chéo đấy. À. Đây là mấy chú cháu là gọi là không hẹn mà gặp nhau thôi, chứ không phải là hẹn từ Hà Nội lên đây mà gặp nhau ở cầu Nghĩa Lộ đâu. Hả? Cầu này cầu gì hả chú? Chú Chi, nhầm mâm. Đây là cầu gì hả cháu? Cầu Thi à? À, Nghĩa Lộ đúng không? Nghĩa Lộ cầu Thi à? Sao lại hai cái cầu này song song với nhau?
kia cầu mới để hai cái cầu người đi lại một cầu hơn nhá. Đấy gọi là cầu thi hai cầu, cầu trên và cầu dưới. Mà tầm này người ta ra ngoài bờ suối nhiều nhỉ. Đây là hai loại rượu này liệu nó có đấm nhau không? Đây rót cho chú thử rượu Hà Nội. Một cái thì rượu trắng, một cái thì rượu màu. Đây chú thử chén. Rượu này mình mang đi rượu gì chú? Rượu Hà Nội tám mèo. Rượu cây gì? Hả? Tám mèo. Tám mèo à? Cái tám mèo á. 10 năm chưa? Ôi giời ơi, rượu thật đấy. Không, rượu đâu, rượu của cháu toàn 10 năm, 7-10 năm thôi chứ không có rượu mới ngâm đâu. Tưởng là chai Coca. Không. Không, Coca. Ai ở Coca? Thế nào chú? Không có Coca đâu. Rượu này 10 năm mấy ông ạ? Mạnh. Hiểu không? Chứ không phải nặng. Ngon. Nặng là bê được hai ngón đâu không phải. Chẳng là đàn đầu kìa. 4 năm rồi. Hả? Cảnh rất là đẹp luôn. Video này không phải là tự nhiên mà lại có các bác. Đây là có duyên mới gặp được ở đây thôi. Cứ đi thôi. Lịch trình phải hoãn lại luôn, không lên bản gì? Mình lên bản gì nhỉ? Bản gì? Linh à? Mình lên bản gì nhỉ? Cháu không uống đâu, thổi nồng độ cồn chết đấy. Đây lên đường lên bản Cú Vai, đường có đẹp không? Lên bản Cú Vai á. Cú Vai này không có đâu. Bản Cú Vai cách đây 20 cây mà. Cách đây 20 cây số cơ mà. Thế thì các chủ đường không biết. Nó đi vào bên này à? Ừ. Bên này à? Ừ. Bên này. Đấy. Chạy đi cái này 100 cây á? Chạy xa lắm. Ở đây là thôi anh em mình có khi 3 rưỡi là không lên, kiếm tầm chìa khóa đi. Rồi bấm ở đây kiểu nó không lên được ấy. Cho thử thử tí. Có tiền 10.000 không? Bác cứ cho thử thử đi. Cái gì? 20.000 nữa. Có. Làm gì? Làm gì? Cầm mua là bổ. Trên Hà Nội mới lên chơi đây à? Đi anh em đi chơi. Bác đi chơi. Mẹ biết mẹ muốn đấy. Hay được. Đúng. Cái Coca đây cháu thử tí mà. Tiền seri này mừng tuổi đẹp lắm. Đúng. Đúng. Đây. Ôi, có là được rồi. Đây rót cho chú. Chú mừng tuổi nhá. Ngoan hay ông chồng lớn nhá, đừng có phá phách nhá, bố mẹ. Đấy xin đi. Con mẹ này mẹ còn tên đấy à. Hôm nay hết Tết rồi nhưng mà chú là chú đi chơi thôi. Đây cháu mừng tuổi ông luôn. Ui. À. Ông ơi còn ít tuổi hơn kìa. Ít tuổi hơn á? Ông đây, ơi, ông đầu bạc này. À con mừng tuổi ông. Tuổi hơn. À thế chú xin nhá. Cảm ơn chú nhá. Đây mấy khi ông con mới gặp nhau ở đây. Mấy mày khỏe nhá. Vâng. Đây. À có ăn bánh ở trên Nghĩa Lộ không? Bánh trứng Nghĩa Lộ. Bánh trứng Nghĩa Lộ hả? Nghĩa Lộ đây. Có một tờ 10.000 kiểu. Trứng nướng à không? Trứng nướng. Bánh chưng nướng. Chưa, cứ thưởng thức thôi. Cứ thưởng thức thôi. Cứ thưởng thức thôi. Ăn đây này, bánh chưng của người Thái đấy. Bánh chưng người Thái. Cháu bóc đi cháu. Mấy thằng này chán ăn lắm rồi, mấy thằng này. Tứ đi uống bơ húc rồi. Lạ để nếm thử xem. Vào đây em chụp ảnh cho. Đây, đây. Đây em chụp máy em cho. Lầu Thái chứ. Hả? Không, bánh này ngon lắm. Rượu bánh các bạn ơi, đây bánh kín lẩu đây là bánh của bánh chưng của người Thái này, mình gói bánh nướng ấy, bánh nướng củi à, nhưng mà ngon lắm. Không phải như cái bánh nhiêu với chồng ơi nhớ mà chú chồng ơi nhớ nhưng mà nhớ mà ngon các bác ạ. Các chú kiểu nó dẻo lắm, nó dẻo lắm, dẻo à, dẻo. À thế nên mấy đứa này đánh game là hết tiền xong chạy ra đây đúng không? Chứ lại vào đánh tiếp này. Không. Thịt lợn thì nhân thịt lợn thì thịt lợn đen nhá. Đây. Có cả lông này. Đấy, thịt lợn đen luôn, chuẩn luôn. Đây ông ơi. Nhân thịt lợn đen. Đúng rồi. Chính xác, thịt lợn đen. Này thịt lợn mình nuôi đó mà.
Người yêu cá thì cá ông công ông táo. Thịt lượn thì lượn đen. Có được không phải đâu. Đây là không phải ông công táo này. Đây là cá suối. Suối nguyên bản cá suối đấy. Đây là cái đấy là cá chép. Cá chép. Cá chép đây là cá chép. Con cá chép núi con to hơn. Có con nào được đôi ba cân không hả ông? Ông ơi. Ông năm nay bao tuổi rồi? 58 tuổi. 58 tuổi sinh năm 6 mấy nhỉ? 64, 65, 65. 65. 65. Có chưa? Chụp lại ảnh đi, chụp lại ảnh. Rắn đấy. Ừ. 65 ít hơn bố cháu 4 tuổi. Trời ớt con rắn cái thôi. Đó cái mùi nó chậm ngon hết này rồi. Ừ. Chậm chèo nhưng ngon đấy. Mình đây tự làm. Ngon nhỉ, ngon ngọt. Phiện cá đấy. Đấy, phiện cá đấy. Đấy có cái gắn cá. Các ơi, đâu xin chụp ảnh đâu đấy. Đâu rồi. Đừng nhớ ra mình chụp, mày phải gửi cho tao với. Đấy ghê bác. Ồ, đẹp da chú, đẹp da quá nhỉ. Ok. Lớn lên xuống Hà Nội cứ có nếu mà có Facebook Zalo thì gọi chú nhá. Kinh lâu. Đâu có Facebook không có Zalo. Zalo cũng đỉnh nóc luôn. Kinh lâu, lẩu ăn lẩu. Như ăn lẩu. Phê cả cái YouTube cũng là đỉnh nóc. Lẩu này là cũng L dài. Yêu các bạn là Hà Nội đi học vào các chủ chơi nha. Mời các bạn uống nha. Vui đến đây thôi. Tiếp tục lên đường. Nhá. Nước nước rất ngon. Tiếp tục lên đường nhá. Còn bây giờ video này là xin kết thúc tại đây nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhá. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh Đỉnh Inox Vlog nhá. Xin chào các bác nhá. Chào mọi người nhá. Nhớ like đây nhá. Uống ngon nhá. Chào chú nhá. Chào các chú một cái nhá.